Dạ, Thái xin mến chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Thái xin mến chúc quý ông bà, cô chú cùng anh chị và các bạn là thật nhiều sức khỏe. Thì hôm nay là ngày 25 tháng 12, thì Thái cùng với cái đội thợ hồ ở An Giang qua bên Đồng Tháp này là chuẩn bị là lót gạch cho nhà của anh đi. Thì mình cũng xin nhắc lại nghe cô chú anh chị, do bên Đồng Tháp này, bên khu vực nhà anh đi này, thì những ngày cận Tết này thợ hồ họ làm không có kịp. Cho nên là mình nhờ anh đi là kêu thợ hồ bên đây dùm để làm nhà cho anh đi luôn, để cho nó khỏe. Cái tiền mà mình vận chuyển từ bên bển qua đây để cho nó giảm chi phí. Nhưng mà bên đây thật sự ra thì những ngày cận Tết người ta không có chịu làm. Với hai nữa, cái nhà mình các nhà từ thiện mình đã làm xong xuôi tất cả rồi. Và nếu như mà lót gạch thì khoảng 1-2 ngày thì người ta nghỉ bên cái chỗ người ta làm, người ta cũng không chịu nữa cô chú anh chị. Mặc dù là mình cho giá họ cao hơn, họ vẫn không chịu làm. Thì hôm nay thì cái đội bên mình, đội các nhà của bên mình là mình đến cái nhà đang xây á cô chú anh chị. Mình nhờ họ bên bển, nói chung ra thì cũng của các anh chị em làm từ thiện chung. Mình xin họ là cho cái đội thợ hồ này qua đây làm 3 ngày giúp mình. Thì họ đồng ý, cho nên là mình đã kéo được qua bên nhà anh đi, đang là chuẩn bị, đang là làm cho anh đi, đang kịp ăn Tết. Thì lúc nãy vừa ăn cơm xong thì các anh bắt đầu là trực tiếp lên làm luôn, không nghỉ nghe cô chú anh chị. Làm đang tranh thủ đặng mình lấy cái mặt bằng của cái nền, tất nhiên là mình lâm le sẵn đặng mình lót gạch đó, mình lấy cốt đồ sẵn đặng mình lót gạch. Cho nên là các anh là cần phải là cho nó khô mới lót được, thì tranh thủ làm sớm đặng cho khô, đặng ngày mai đặng mình dễ lót gạch nha cô chú anh chị. Thì bây giờ là thợ hồ là đang là làm. Thì hồi lúc sáng á thì mình đã mua đây là những cái phần mà lưới, mình đã đóng lưới xong rồi nha cô chú anh chị. Đây lúc sáng mình đã đóng lưới xong rồi mình ghém lên đây, tất nhiên là cái phần nền này mình sẽ để lên một lớp hồ tới đây. Đây là cái cốt cao, tất nhiên là miếng gạch sẽ để trên miếng gạch này luôn nghe cô chú anh chị, miếng gạch bông đó. Đó toàn bộ là đã bây giờ lưới đã đóng xong hết rồi đây, lưới đã đóng xong như vậy hết rồi đây nghe cô chú anh chị. Đó thì các anh em thợ hồ là chuẩn bị là đẩy hồ vô đó. Thì nói chung ra thì các anh ở đây làm thợ hồ này, tại vì là cái nhà của anh Y là cái nhà từ thiện, cho nên người ta mới là cho mượn thợ đi qua đây đang làm, đang cho xong luôn cho anh Y nha. Đó thì trước tiên là phải gưới nước, là xe hồ vô là chuẩn bị đổ. Đó thì anh Y cũng là phụ tiếp nha cô chú anh chị, tất nhiên là làm giúp tiếp được cái gì thì làm. Thì cái hồ này thì mình trộn già hơn so với những cái hồ mà ở dưới cái nền của mình, là nền ở dưới đất đó cô chú anh chị, là mình cần phải làm hồ là già hơn cho nó cứng hơn. Đặc biệt là mình lót thêm một cái dĩ lưới này nữa, gãi một lớp xi măng lên rồi mới là đổ hồ nha. Thì cái khu vực bên đây là cái khu vực là toilet thì đã cắt sẵn rồi. Nói cái này là em Linh đẹp trai đó. Bắt đầu là mình đắp lên một lớp khoảng 3 phân nha cô chú anh chị, rồi mình mới lót gạch. Nó ban ra hết dưới hồ dầu. Thì mình cố gắng cũng làm cho 2 ngày xong nha cô chú anh chị. Nếu 2 ngày mà không xong được thì làm cho xong rồi mới về. Nói chung ra là chừng nào xong thì độ khoảng 2-3 ngày gì đó. Tại vì hôm nay hồi sáng là mình đi mua lưới, bắt đầu là mình đóng rồi. Đóng tới giờ này buổi chiều rồi mới gọi xong. À, cố gắng tăng ca cho nó xong. Anh đi về khỏi cái trang đó. À, bây giờ là cố gắng là 2 ngày xong không? Cố gắng 2 ngày, mới đầu dự tính là 3, nhưng mà bây giờ là giật lên ngày nữa có lý quá. Uống như thằng làng uống nước cúng mà chỉnh chút nhậu nhậu.
có quyền ngủ à. Đây thì toàn bộ bên ngoài bên trong gì cũng ghém sẵn hết rồi cô chú anh chị. Đó. Thì cái nhà này nói chung ra là lên là cái nhà này rất là lịch sự luôn. Thì mình bảo đảm thì cái nhà này của anh đi á là Khương Dừa sẽ xịt chống nóng nữa, là cái nhà này nó hoàn toàn không nóng nha cô chú anh chị. Do là gió bắc thì ở ngoài thổi vô cửa sau, còn mà gió đông thì ở ngoài trước cửa thổi ngược lại. Mình chờ một phút này phải không anh? Hướng này hả? Này. Vậy là này là tây bắc, vậy là hướng tây, vậy là nhà mình quay theo hướng tây bắc nha cô chú anh chị. Đó, thì ra đây thì ông chú bắt đầu là chuẩn bị lại trộm hồ đẩy vô. Thì qua bên đây là những cái phần khối này cô chú anh chị, mình mua vật liệu xây dựng đó, mua vật liệu này. Người ta sẽ cho mình mướn với cái giá là nó rẻ hơn đó, chắc có lẽ là mình mua nhiều á thì họ có thể cho mình mượn luôn chứ không cho mướn nữa. Thì bây giờ là đang trộn hồ. Bên đây là vít hồ vô nè, vít cát vô bắt đầu là trộn. Hồ này thì già hơn là so với các cái hồ kia cô chú anh chị, do mình lâm le, do cái nền của mình nó nằm ở trên không. Già già nghe chú, cho già đi cho chắc ăn cho anh. Đường chỗ này rất là nhỏ hẹp. Làm hầu thì có một cái chị này nữa nha cô chú, thì cũng một phụ nữ nhưng mà rất là giỏi trong cái việc làm hầu này. Bao nhiêu len? Bao nhiêu len của bà? Hả? Đếm sợ quá. Gặp quỷ nhỏ chọc hoài à. Nhiêu rồi? 29 chưa? 29 chưa? Nói vậy chứ chú đang đếm nè cô chú kìa. 4 chồng chưa? 4 chồng hả? 4 chồng rồi. Đây trộn có hậu ra. Không không. Có dây là được rồi. Ngang đó chạy, ngang đó. À, vậy đó. Lên đó. Có rồi, nãy giờ phá tao mà biểu tao lên. Ngang đó là mở hết đó. Xi này là già không? Ờ, mình trộn của mình chứ 11 thùng nữa, cái này đâu mà tới. À, trộn cho nó già đi, cho nó cứng cứng, tại vì cái nền của mình nó nằm ở trên không. Đây là ông thợ chưa trộn hồ nha cô chú. Phá lợn, phá nước lợn. Cho nó trẻ mạnh ra. Đi làm phụ hộ luôn. Đẩy hoài chứ gì mà thử. Không, con vừa thôi nghe. Gì không? Vậy đó hả? Ngay làm có được không? Vậy đó, rồi, ok.
đây là hành trình đẩy xe lật đi theo luôn à. Dễ gì nó hùn lên à, thấy không, rất là chuyên nghiệp, rất là chuyên nghiệp luôn không. Đẩy vô toilet luôn hả? Đâu đâu đẩy không đây. Rồi, đổ. Tài xế yếu. Chưa có bằng lái xe cộ. Không xuống hồn. Chết mẹ. Ừ, tao đổ luôn ra, tao cầm cái này nè. Vậy đó hả? Không thông cảm, chưa có bằng lái xe cộ ơi. Thông cảm đi mà. Chưa có bằng lái xe cộ. Quá trời. Hả? Ờ, xe gồ đi lui mà. Xe đi lui. Nói vậy chứ cũng lâu lắm mà mình không có làm hầu. Lúc trước rồi cũng có làm hầu, cũng có đẩy. Xe nó hết không? Mà được đấy, một cốt là thêm một cốt nữa được đấy, hiểu rồi, đẩy là vậy nè, hiểu rồi. Hôm nay là đi phụ hồ tiếp nha, trả lương đàng hoàng nghe ông thầu. Anh đi trả lương nha. Thấy không? Chỉ lần một biết rồi. Vậy cũng la cũng cự nữa. Xúc quần luôn. Để con cốt một xúc quần rồi. Nam Phương để con ấy trả đi Phương. Bắt đầu tôi qua tôi học bàn với anh đi. Mình vậy mình xây được chưa anh đi? Mình xây được chưa? Anh á? Ủa? Vậy là mình thợ hả? Thì sao mình lót gạch không được? Để anh em lót đi. Vậy đó hả? Vậy là lót gạch không được phải không? Cũng được, giá gạch cũng được nữa. Trời ơi, hay dữ vậy đó hả? Hay vậy mà sao mà kêu lãnh không chịu lãnh? Thôi, lãnh con mình sao làm? Ừ, rồi sao mình không kêu người ta tiếp? Ừ, ở đây có ai đâu. Hôm nay làm nhà mồ ngoài ngoài á. Vậy đó ha. Ừ. À, thì phải mà anh đi bên đây mà anh chịu mà anh lãnh làm nhà ảnh đó cô chú anh chị, mình giao cho ảnh rồi mình khỏe rồi, đâu phải đẩy xe gùa. Đâu cần phải đẩy. Vậy là bên đây là nếu như mà mình làm nửa chừng như vậy là mình kêu thợ là thợ nó không bao giờ làm hả anh đi? Không có làm đâu, dễ gì. Sao kỳ vậy trời ơi, ra kêu nhiều khi mà cái nhà mà còn chút đỉnh kêu nó phụ nữa còn không mần nữa. Không ăn nó húng chi là nguyên cái nhà mà mình đã làm hết rồi còn lại dán gạch vậy ha. Nó làm có chút xíu mang tiếng làm gì nó nghĩ là nó không chịu làm ha. Bên đây ngộ ta, làm thì ngày nào thì tính tiền ngày nấy, làm ở đâu cũng làm mà. Nó không làm gì mất công chạy tùm lum với lãnh chỗ nào chỗ mà. Dạ. Chứ nó không có chịu làm vậy. Còn anh thì sao? Thì tôi ở đâu thầu lãnh đâu làm đó chứ sao vậy? Vậy ra. Ừ. Rồi như người ta có kẹt đồ ta kêu ta nhờ mình đồ mình. Có hả? Bữa hôm như quý ban này kêu về xây ngay chỗ hai hầm cầu dưới đó. Thì xây rồi cũng bỏ hết, nghỉ hết mấy ngày xây đó. Nghỉ mấy ngày thì về tiếp ha. Tiếp ở ngay chỗ khu cách ly trường đó. Dạ. Nói chung ra thì anh chắc cũng lót được hả? Được mà làm cũng được thôi chứ cũng không hơn người ta, cũng làm được thôi. Làm được thôi ha. Ừ. Dạ. Cái gì? Rồi lao được thuốc hả? Cũng được. Ê, lấy gụ lao đi. Lấy gụ lao đi cho nó. Lấy tay kéo cái là xong đó. Nghe nói mấy ông làm thợ hồ này nhậu dữ lắm anh đi. Đâu có nhậu đâu. Hên xui. Hên xui hả?
Bữa nào khoái khoái thì đẩy, không khoái thì thôi. Khoái đẩy không khoái thôi á. À, vui thì còn nhậu chứ không, lâu lâu vậy, mới nhậu chứ nhậu hoài rồi, sáng ngày mà ngày nói. Vậy là anh đi cũng làm thợ hầu nữa nha cô chú anh chị. Mà anh đi nào tới giờ giấu của anh nói là anh chỉ phụ không à. Bữa nay anh mới khai. Phải mà mình biết mà ảnh là biết làm là mình giao luôn cho ảnh rồi chứ đâu có làm gì. Để vậy cho anh em qua làm cho vui chứ đâu, mình làm đây gì. Nhưng mà không có anh em thì đâu có vui. Dạ. Nhưng mà giao thì cái nhà này 170 triệu thì anh đi ảnh không có dám nhận cô chú anh chị ơi. Anh nói thua, thua hết đi. Hả? À? Bị sắc lên, giật lư lên, thấy lên biết rồi, đi mần là biết rồi. À, đi mần là biết rồi ha. Vậy mà có người nói là mình làm cao dữ lắm đó anh đi. Có đâu. Bây giờ sắc lên dữ lắm rồi. Sắc lên dữ lắm rồi ha. Lên đồ cái gì nó cũng lên. À, đưa đi ha. À, nhưng anh đi đã có kêu anh đi thôi anh lãnh luôn đi. Anh đi nó thôi thôi tôi không dám. Mà thiệt tình không dám thì cô chú nếu như mà anh đi mà lãnh là cái nhà này là anh đi không bao giờ được như vậy. Tại vì cái nội mà cái tiền mà ở trên mà tiền chế này nè là cắt là không tốn tiền công đó, là do các chú từ thiện làm giùm đó. Mà nó còn như vậy đó. Còn nếu như mà ở trên này mà tốn tiền công nữa thì tốn dữ lắm. À. Cũng là một tay thợ hầu nha. Không phải giỡn đâu, cũng biết chay chay chét chét rồi. Ok hết đấy. Thì hôm nay thì mình ghém rồi mình đổ hồ. Đó, mình ghém trước nha cô chú, ghém lấy mặt bằng. Rồi bắt đầu là ngày mai là anh em tập trung vô lót. Lót cho nó xong luôn. Tới rồi đó. Tới rồi đó. Thôi vô nữa kìa. Vô nữa đấy. Đẩy vô, đẩy vô. Vậy chứ mình đẩy xe gùa không có lợi bà chị nữa đâu cô chú anh chị. Bà đẩy khéo lắm. Chứ đi chuyên nghiệp mà. Cái nghề của mình bao nhiêu năm rồi chị? 7 năm rồi em. 7 năm à? Dữ rồi trời. Vậy đó hả? Ừ. Lái xe gù quá em. Lên tới cù đi chúa luôn hả? Lụm cái toilet à hả? Mới đây gọi cái toilet màu dữ hả? Ỉa được chưa? Hả? À? Chưa vệ sinh được không? Vậy đó ha. Gái ngồi cho đẹp đi, đi được ăn cho anh. Linh làm ngồi toilet đi. Rồi muốn ăn rồi chứ ăn. Làm cho đẹp đi. Cứ nước thì chạy rảnh, cứ nước cứ chạy dài ra mà cứ tắt đi. Rồi cái này xấu dạ. Sau khoảng thời gian là 8 tiếng đồng hồ nghe cô chú anh chị, thì lúc sáng mình qua là
7 giờ thì mình đã làm rồi. Thì bây giờ là 8 tiếng đồng hồ thì các anh cũng làm là sắp xong rồi. Thì lưới này thì mình đã đóng hồi sáng nha cô chú anh chị, là tất nhiên là toàn bộ lưới mình đóng hết rồi, mình mới cán lên một lớp hồ, là chuẩn bị hôm nay là lấy mặt bằng xong, là chuẩn bị là để cho ngày mai nó khô. Thì ngày mai thì anh em sẽ tiếp tục là lát gạch đó. Lát gạch mới chịu chứ lót gạch không chịu nữa nha cô chú anh chị. Thì đó, thì anh đi cũng là đang là phụ tiếp nha cô chú anh chị, phụ tiếp sáng tới giờ, nhưng mà lúc này thì anh đi đẹp hơn hồi sáng là lên đồ, tại vì anh đi lúc nãy là đi chích thuốc ngừa cho nên là lên bộ đồ. Thì đây là ông thợ chính nha, và phải là năn nỉ dữ lắm, từ An Giang mới qua là nói là nhà của anh đi mới qua tiếp đó. Đó, ghê chưa đó. Còn ông này thì ông phụ, ông này ông phụ, ông làm lê gai vậy đó, với anh đi phụ nha. Thì cô chú anh chị thấy thì các anh làm rất là kỹ luôn đó. Ở đây mình trước khi mà mình đổ một lớp hồ lên á, là mình phải gãi một lớp xi măng, nó gãi một lớp hồ dầu xi măng cho nó hoàn chỉnh rồi, cái là mình mới là đổ lớp hồ lên để là mình cán. Nói chung ra là chất lượng là trên hết. Thì cái nhà của anh đi á thì mình làm hoàn toàn là những cái thứ là tốt không nghe cô chú anh chị, chẳng hạn như là mình xài bồn cầu mình cũng xài đồ tốt, còn các cánh cửa mình cũng đều là xài cửa sổ đồ là đồ tốt hết, để cho gia đình anh đi đó thì cho ở cho nó được lâu quá cô chú anh chị. Khi là các bé nó thì vẫn còn đang đi học thì sau khoảng ở được 10 năm là ok rồi, thì các bé con của anh đi nó lớn rồi nó tự làm rồi nó sẽ tự cắt lợi là những ngôi nhà mới khác khang trang đẹp hơn, tại vì tương lai của các bé là còn rất là tốt nha cô chú anh chị, là tại vì các bé đứa nào học cũng giỏi hết. Thì bây giờ là làm tới đây là chịu rồi phải không anh đi? Quá đạt rồi phải không? Dạ. Thì anh đi cũng là phụ sáng tới giờ nha cô chú anh chị. Thì hôm nay mình cũng kết thúc tại đây. Các anh là sẽ làm cho xong ra tới ngoài đây luôn. Thì ngày mai là cái công việc là lót gạch nền nhà này với là làm cái phần toilet xong đó, cỡ như là hoàn thành. Thì chắc có lẽ là ngày mai lót toilet rồi đâm ống hầm cầu nữa thì chắc có lẽ là nó rồi, nhưng mà hơi muộn nha cô chú anh chị. Thì video mình đến đây thì cũng xin phép được kết thúc. Thì xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị một video tiếp theo, là các anh sẽ lát gạch cái phần nhà của anh đi, rồi xong mình sẽ gắp cửa, rồi mình sẽ bàn giao nhà luôn cho anh đi luôn, rồi bạn khuôn dừa mình sẽ vô là và bàn giao nhà sau nghe cô chú anh chị. Thì cũng được là một số cô Mạnh Thường Quân và cô Hoài Hương cũng có nhờ mình là xong cái nhà này rồi là sẽ mua một cái bàn để cho là bé Hoa học, với mua cho bé Hoa thêm một cái điện thoại nữa, một cái iPad để là em học trực tuyến, tất nhiên là học online cùng với các bạn. Video mình đến đây cũng xin phép được kết thúc nha cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào một video tiếp theo nha. Xin chào.